À, hai chú hiểu rồi. Rồi chú thì cũng nghe nói là ông rủ có nói là con không có được đi đầu thai mà về hậu Phật, có đúng như vậy không? Mít để đâu rồi? Lên nè. Gì? Chào cả nhà. Dạ, chào cô chú anh chị các bạn cùng đồng mạng trong ngoài nước. Hai anh em con chúc nha. Thì cả nhà ơi, không biết nói với cái nhà sao luôn nữa. Do là tình trạng bây giờ thời tiết bây giờ thất thường. Mưa liên tục luôn, con không có đi quay được. Mong là cả nhà hiểu nha. Thì hôm nay hai anh em con sẽ đi lỡ cái đầu cầu mà con đã từng quay nữa đây. Thì con thì cũng muốn hỏi anh Ngụ về vấn đề mà cái ông già mà ở trong cái khu rừng đó, không biết là cần giúp đỡ gì không. Thì hai anh em con sẽ đi đến nơi giúp nha. Bây giờ hai anh em con sẽ bắt đầu nghi thức nha. Rồi đi con cả nhà. Ngay đi. Ngay đây đi anh Tân. Dĩa. Dĩa, dĩa trong đất. Bốn cái không? Cái dồi chưa ăn đó. Cái dồi chưa ăn mà ăn rồi. Hả? Bánh. Cái này để nó không? Cái gì? Cái này để nó. Ý của thầy ở thành phố Hồ Chí Minh đã gửi con nguyên một thùng đồ với lại đồ mà giúp đỡ cho những con linh đó cả nhà, là đồ mà ngũ sắc nè, rồi quần áo rất là nhiều luôn. Anh em con cảm ơn thầy nha. Anh đốt bên kia nó không thôi.
Nam mô A Di Phật, Nam mô. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Giờ hôm nay hai anh em con cô đến ở đây, giờ anh em con có một chú Long Thành giấy tiền và bạc bánh trái hiên nhân nàng. Đây là tấm Long Thành của cô chú anh chị và các bạn gửi cho. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Giờ hôm nay hai anh em con cô lớn ở đây, giờ anh em con có một chú Long Thành giấy tiền và bạc bánh trái hiên nhân nàng. Đây là tấm Long Thành của cô chú anh chị và các bạn gửi cho các vị phố mặt mày ở đây. Nếu mà thiếu thốn quần áo giấy tiền vàng bạc thì đến đây nhận chú Long Thành này nha. Và sau đó thì mong rằng các vị ăn xong thì cũng tu tâm dưỡng tánh, cố gắng niệm Phật Nam mô A Di Đà Phật thôi cũng được nữa, để cho mau chóng được siêu thoát nha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Anh lấy bên kia mới đi anh Tư. Anh em mình đốt thôi. Ây da. Đốt ngay đây đi. Anh gồng quẹt phải không? Wow, đồ rất là nhiều luôn, cho họ dùng. Môi hoặc nếu mà các vị nào mà hút bằng mai đây, nếu mà thiếu thốn thì đến đây nhận chú Long Thành này nha. Thì Long Thành này là của cả nhà, như cô chú anh chị các bạn rồi và thầy ở trên thành phố nữa, muốn là giúp các vị được hồi hướng theo cái là cô Phật, Đức Phật thôi. Hai chú ơi, cái họ bớt xuống. Em nghe cái tiếng ai đó kêu em á, cái tiếng y gan là bé thở luôn á. Cái tiếng gan là bé thở luôn á. Chú ơi mở đâu vậy Út? Ai biết nó không hẹn đốt ơi. Cái này là đồ cho mẹ, ê, lính cho mẹ quân âm nè. Hình như bé sữa hay gì anh Tư. Anh cứ đốt đi anh Tư. Đốt đi rồi xong mình ra đây. Cho chú hỏi con phải là bé sữa không?
đúng rồi, lâu lắm rồi mới gặp nè anh Tứ. Chú chào con nha, lâu dữ lắm rồi hai chú chào con, mới gặp con đó, rồi lâu lắm rồi con đi đâu rồi hả con? Ờ chú hiểu rồi. Con thấy ông đó dạy con học kinh như thế nào rồi? Ông dạy cho con những điều hay tốt đẹp. Ông dạy cho con tự xả từ bi, yêu thương lẫn nhau. Tuy con là người âm, nhưng con biết cái đúng và cái sai. Hai chú ơi, hai chú có thấy con ngoan không hai chú? Ờ, hai chú hiểu rồi. Rồi chú thì cũng nghe nói là ông rủ có nói là con không có được đi đầu thai mà về hậu Phật, có đúng như vậy không? Dạ, con ngoan nó đặt đi đó chú. Chú ơi, nếu con không biết âm, linh hồn của con không biết đi về đâu. Nếu là không có âm, linh hồn của con bị sử dụng rất lâu rồi. Âm khí của con bây giờ rất mạnh, nên mọi quỷ không bắt được con. Ừ, chú hiểu rồi. Con ơi, hôm nay con có về thăm gia đình con không? Ba mẹ con như thế nào rồi? Chú ơi, ba mẹ con bây giờ đi sám hối rồi đó chú. Tuy con rất nhớ mẹ con, nhưng mà con không về được hoài đâu chú. Chú ơi, bây giờ con lo tu hành rồi. À, chú hiểu rồi. Thì cũng như mọi người cũng rất là lo lắng về con luôn á, tại vì lâu dữ lắm rồi không gặp con. Thầy chú ơi, con cảm ơn thầy chú và cô và ông và chị và các cô các chú để lo lắng cho con. Thầy chú ơi, tuy con là một linh hồn mà cô chú thương con như vậy. Ờ không sao đâu, gặp được con là chú cũng vui rồi. Ờ chú quên nữa, chú có đốt quần áo với tiền đồ rất là nhiều luôn á, một đáng con đến nó nhận nha. Rồi với lại kêu những người nào mà không có đồ nhưng hôm nay mình giống thịt con đó, khổ đó, đến ở đây nhận nha. Dạ chú. Này chú ơi, ngày mai con đến nữa nha chú. Chú ơi, con sẽ nói cho chú biết bí mật. Chú chú biết mà, lúc đó chú cũng khuyên cũng như là có con có mặt con á, cô chú anh chị các bạn cũng như là hiểu về quan điểm này, thì do là không có ai mong muốn như vậy cả, thì mong rằng nếu tại vì con chưa, tại vì chú cô chưa có vợ, thử ra không biết như thế nào.
sự giúp đỡ của chú. Chú ơi, bây giờ ông ấy lạnh lẽo lắm, hay là chú đi đến đó đi. Hai chú hiểu rồi. Anh Tư có gì nói với bé không Tư? Lại nè. Hả? Nhìn mà ổng đơ đơ ổng cự. Có gì nói không? Không dám nói. Rồi bé rồi không biết là ông đó có dạy con khi nào mà con về được hầu Phật không? Còn lâu hay là mau? Chú ơi, con không có nói được, tại vì chị đó là chị Kim Kê. Con không có nói được. Chú ơi, linh hồn của ông ấy sắp tan biến rồi chú ơi. Chú hãy giúp ông ấy. Hai chú hiểu rồi. Theo cảm nhận của chú nha, thì không biết như thế nào ha, thì cũng như là những hương linh mà được về hậu Phật chắc nghĩ là ít lắm đúng không con? Con cũng phải cố gắng nha, tại vì cái đó là một điều tốt mà không phải ai cũng muốn làm được. Với lại con mà con đi tu ở trong đó hoài chắc không có đi ra ngoài được, gặp những hương linh mà khổ như nhúng thịt con vậy đó, nhờ họ về cũng như là đọc kinh niệm Phật giống như con để được mau được siêu thoát. Chú cho giờ nè. Bàn tay lạnh nhất giờ hả? Hai chú phải nhớ nha, hai chú phải nhớ nha, hai chú.
À, hai chú chào con nha. Chết bà không. Anh nghe ồn ồn Minh Tư. Mưa tới rồi. Anh Tư ơi. Thôi cả nhà ơi, bây giờ thời tiết giờ hắt hờ không biết làm sao nữa. Đây da dính vô trong. Ồ. À. Tại vì bùa hông mới còn để làm gì vậy nè cả nhà. Sao anh Tư? Không. Đồ à. Đây, đây để cho họ dùng như vậy đi ha. Ờ, đi. À, đi vô. Anh chào cả nhà, cái anh Tân. Thì cái nhờ hai anh em con thì cũng đã thực hiện xong. Thì do là bây giờ tình hình thời tiết hết thường á, hướng ra là con không có ở nơi đây lâu được. Mong cả nhà hiểu nha. Thì anh em con nếu mà chậm ra clip thì mong rằng cả nhà hiểu. Thì con sẽ đăng những clip mà mới nhất mà hai anh em con từng quay á cho cả nhà mình xem. Anh em con chúc cả nhà ngủ ngon, hẹp lại cả nhà trong những clip khác. Ngon. Xong cả nhà.